trời đẹp bác ha. Thấy trời đẹp. Cái nào cũng không mà mình nó lại nha. Ủa anh giờ mà sao tôm mùa dứa hay dữ anh? À cái giống Thái Lan hả? Ủa hay thiệt. Trái trái dừa giờ mà uống bên trong em mua mùi dứa. Cái kia nó có 10.000, 15.000 này tới 25 một trái là. À. Thôi mùi dứa, đúng rồi. Đúng rồi, không có mùi dứa đổi lại chắc không có tiền. Sao nhìn thấy giống dừa mình mà sao hay quá. Dạ nhìn thấy giống cái hệt luôn. Rồi 10.000. Sao mẹ có ăn không mẹ? Còn trái thái nè, ngon lắm. Có trái thái còn ngon, bao ngon, bao gì ngon lắm. Ngon tí dạ. Đâm nay à coi, đâm nay à. Đâm nay, đâm nay. 5 ký 100 ngàn có mua không mẹ? 2 ký thì 5 giỏ hả? Đài Loan. Chồng cũng mang sầu riêng thôi.